Chào mọi người, hello mọi người. Biển Vũng Tàu bãi sao. Quá trời là người luôn. Bữa nay Chủ nhật tất cả mọi người ở thành phố hình như họ ra đây họ tắm biển. Thực sự là một cái đông vô cùng. Mình đang ở hồi nãy thì ở cái gì đó không biết mà quên cái tên khó kêu quá. Bây giờ tới bãi sao Vũng Tàu. Thì mình coi cái bãi sao này người dân họ quá đời ở phía xa xa kia rất là đông người. Tại cái bãi này nó có phòng tắm nước ngọt rồi các cái đủ thứ cho nên người đó ở xa xa kia cũng hay là các cái thuyền trần vàng của các anh mà coi như là bảo vệ mà những người không cho ra xa đó. Họ có cái ho bo là chạy con chạy mô tô nước họ chạy vòng vòng họ đuổi những người đi đi xa qua xa bờ quá họ đi vào đó rất là cho người dân tắm được an toàn. Đây cái hình ảnh này nói lên cái điều gì, nói lên điều tất cả mọi người đều có một cái sự coi như là hưởng thụ một cái không khí vui vẻ rồi chiều cuối tuần. Và rất là đông. Nam thanh nữ tú đông nhưng mà mình không thấy cái đặc biệt là ở đây hình như là lúc này hình như không biết còn không thấy cái những người bán hàng rong bán nói chung là bán đồ ăn ở dưới bãi biển nữa ta, không thấy. Có không ta? Chắc có, để cho mướn phao, cho mướn phao thôi. Đồ ăn ở dưới hình như đồ ăn ở dưới dưới bãi cũng cũng có bán. Nói chung là không có thấy, nó chói quá không có thấy được. Các anh làm bảo vệ vùng biển này để ngăn ngừa những người mà đi ra xa họ đuổi vào, chỉ tới cái đoạn đó thôi cũng rất là hay, mình cảm thấy hay, bảo vệ an toàn cho người dân. Rất là đông người, rất người ở đây như vậy, nhưng mà nó cũng có những cái thành phần rất là nói xấu Việt Nam. Cái này nó minh chứng cho một cái điều gì, minh chứng con người là những người ta có của ăn có để, người dân được sống sung túc thì người ta mới đi ra đây, người ta đi chơi. Và ở phía trước này là bãi xe và hầu như là những cái bãi xe hơi á, đẹp cứng ngắc luôn, không có chỗ để mà bỏ ra. Thằng chú Tuấn đang đi kiếm chỗ đổ xe, nói vậy là mà. Ở dưới kia còn quá trời nữa, ở dưới kia còn đông nghẹt nữa đó, càng đi xuống dưới kia càng đông, thấy không, thấy mọi người thấy không? Tại vì tôi quay chứ thực chất là tôi không có thấy đường, lý do tại vì nắng quá, ở trên thì nắng mà ở dưới thì thấy vậy, nhưng mà đó rất là vui. Ở đây nó có dưới này nó có bán, không thấy bán thức ăn, chắc là sạch sẽ rồi. Không, ngày xưa thì tôi nhớ là ở dưới này để bán nghêu, ghẹ, nghêu, sò, ốc hến rồi xả rác bừa bãi dưới sông, mà hình như bên đây nó không cho bán nữa rồi phải. Nó không cho bán nữa. Kiểu cho mướn phao rồi đại khái rồi. Cũng khá là hay. Đó. Đây là tôi đang ứng ở bãi sao Vũng Tàu. Đây là một cái bãi thôi nha. Còn bãi Thùy Dương rồi bãi U Quắn rồi bãi trước rồi bãi nhiều Vũng Tàu, rất là nhiều bãi mà chỉ có một cái bãi này thôi là mình thấy là như vậy rồi. Nó như vậy thì hiểu rằng cuối tuần dân thành phố Hồ Chí Minh ra đây rất là đông. Ở đây nó có bán những cái đồ lưu niệm nè mọi người, không thấy đường vô còn bán chút xíu vô đó, vừa thấy rồi đó. Ở đây nó có bán những cái đồ lưu niệm ai đây. Hãy
Ở đây nó có bán những cái đồ lưu niệm mà cho của người Vũng Tàu. Ok. Còn xa xa thì đúng là rất là hay. Rất là hay. Có khách ngoại quốc rồi khách đủ loại. Vô trong mát nào mới thấy. À, mình nói chung thì Vũng Tàu chiều thứ bảy và chiều chủ nhật là coi như là kín người, nó thẳng là như vậy. Đa số người dân ở thành phố Hồ Chí Minh ra Vũng Tàu, những cái tỉnh lân cận như Đồng Nai, Long Khánh hoặc là những cái tỉnh lân cận thì ra Vũng Tàu chơi rất là nhiều. À. Thực sự mà nói thì buổi chiều ở đây rất là náo nhiệt. Đúng rồi. Ở xa xa nó có mấy cái cột treo cái khăn đen, cờ đen là cái mức giới hạn cho người dân mình ra đó tới đó thôi. Còn nếu mà ra tới đó thì được cano nước á, mô tô nước họ đuổi vào hết, họ không cho ra ngoài, bởi vì nghe nói hàng năm ở đây tôi cũng có nhiều người bị chết vì ra sâu quá, bị giọt bẻ rồi những thứ. Đây là những cảnh vui chơi đây đám mà nói chung là họ ùn ùn vào buổi chiều, họ ùn ùn vào xuống bãi để mà họ đi tắm. Và ở đây nó có một cái ở đây nó có một cái cột cờ, chiều tối họ lên cột cờ họ sinh hoạt, có những cái đoàn ca nhạc lưu động và phi biểu diễn cho quần chúng xem, rất ư là ok, rất ư là hay. À, cái này là biển Bãi Sao, biển Bãi Sao, Bãi Sao mà tao không biết biển này bãi gì, bãi này bãi gì tao không biết, này bãi này bãi ô quắn, bãi gì tao không biết nữa, để hỏi mấy người này coi bố đâu có rành ở chỗ này đâu. Bố chỉ thấy đi Vũng Tàu thôi, nhưng mà Vũng Tàu thì bãi trước bãi sau, bãi Thị Dương, bãi Tùm Lum ra nhiều bãi quá, để tao hỏi mấy đứa nhỏ này. Con ơi con, cho ông hỏi bãi này là tên bãi gì, bãi sao nhưng mà bãi tên gì? Thùy Vân hả? Ok. Ê, bãi này là bãi Thùy Vân con. Ok. Bãi Thùy Vân. Nghe cái tên cũng đẹp rồi. Bãi này là bãi Thùy Vân nha mọi người. Quá trời đông luôn. Vui ha. Đó, thì nó đó là một cái minh chứng hùng hồn. À, buổi chiều thứ bảy, buổi chiều chủ nhật, tất cả những cái nơi mà vui chơi thì người dân đổ xô vào để mưa tụ điểm, chẳng hạn là nhà hàng và hoặc là Vũng Tàu rồi những ở đây thì vậy thôi á, còn ở Phú Quốc những cái chỗ mà du điểm du lịch thì càng đông dữ nữa hả? Ta nghĩ là vậy. Ở đây mình thấy mấy các anh mà lái mấy cái cano nước á chạy vòng 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 thấy cũng tội ghê, có nghĩa là họ lúc nào họ cũng canh chừng á, họ coi có ai bị ngộp nước hay là không họ đuổi vào họ không cho ra, khá là hay, vậy mới được. Vâng. Không,
Có nhiều người, cái đám phía bên kia nó chửi mình, nó nói ở Việt Nam có biết có bao nhiêu người sướng và như bao nhiêu người để nhìn dân chúng, thì hôm nay tao cho tụi bay nhìn dân chúng nè, đây là dân chúng chứ ai nữa, dân chúng đây, có dân chúng đây, dân chúng đây, dân chúng đang sung sướng hưởng thụ đây, toàn là cái thứ này là siêng ăn biết làm, rồi tưởng nó cũng tưởng ai như nó. Rất là đông, còn phía ngược lại cũng đông, rất là nhiều bạn, rất là vui. Ở đây nó có một cái vườn trái cây rất là hay, mà vườn vườn cây này trái cây là cái gì không biết, tựa tựa giống như cây cây bàng hả? Chắc nghĩ cây bàng hay là cây điều không hiểu, cây này cái gì không hiểu. À, đây thì đó, rồi xa xa có một cái đài phun nước, mà cái đài phun nước này nó cũng hơi ngộ ngộ. Cây này cây bàng đúng rồi, cây sake, cây gì ta, cây sake phải, rất là vui. Nói một cách khác chăng nữa thì ở đây là coi như đất đai nhà cửa ở đây thì thôi đừng miễn bàn, đừng có nói chuyện có tiền mà ra đi mua nổi. Ở đây nó có một cái vòng tròn mà nó phun những cái vòi nước rất buồn cười, không lớn. Cái này làm gì trời, rửa chân hả? Không phải, đất đai chỗ này thì thôi để bàn ha, khỏi khỏi mất công tính tiền. Ở đây thì khung cảnh quá đẹp đó, thì mình like một chút vậy để cho cái đám quỷ sứ bên kia nó chửi tao, nó nói là bố về bên này là coi như là ăn tiền già tiền rống gì đó, đại khái là cái gì, nó nói chung là cái mình về mình nhà mình ca tụng đất nước mình thì nó chửi mình, nó nói sướng như ông thì được bay bay mấy chục người sướng, bao nhiêu người sướng, rồi gì bú trend bú farm gì ai biết nữa. Thằng quỷ sứ ở ở Mỹ nào mà được như vậy, mày làm gì Mỹ mà được như vậy, có nghĩa là về mình không phủ nhận nó đời sống nó cao, nhưng mà cái đẹp của nước Mỹ nó khác với cái đẹp của Việt Nam. Cái đẹp của nước Mỹ là cái đẹp của con người tạo ra là cắt xén, nhưng mà ở đâu đó mình nhồm ở cảnh quan của Mỹ thì giống y chang như là một một cái gì đó mà nó sắp xếp, nó không giống con người. Còn ở Việt Nam mình thì cái đẹp nó khác, cái đẹp nó do thiên nhiên ban tặng, nó không phải cái máy móc. Nó một ta nói vậy là mày hiểu không, cũng là một cái cảnh ở mỗi vùng mỗi cảnh, nó một cách đơn chân chất như này. Đi 52 tiểu bang của nước Mỹ thì chỗ nào cái nhà bán McDonald's thì nó cũng y chang nhau, cái chỗ nào chợ Cop Food nó cũng y chang nhau, chỗ nào thay gạt nó cũng y chang nhau, cách một khuôn mẫu một ni tắc, nói chung như là không bao giờ thay đổi. Còn ở nước Việt Nam mình nó có những cái đặc sản mà ở Sài Gòn thì vậy, ra Phan Thiết thì khác, ở Khai Thiên Thiết cái vẻ đẹp Phan Thiết thì khác, và nó có những cái tính đặc trưng của cái ngôn ngữ và vùng miền rồi món ăn thực phẩm khác. Ra tí xíu nữa ra Nha Trang nó lại khác nữa, là ở đó nó có đặc trưng khác nữa. Nói như vậy có hiểu không? Có nghĩa là đặc trưng vùng miền mỗi cái mỗi khác, cảnh vật mỗi cái mỗi khác, Đúng và rồi. thức ăn mỗi miền mỗi khác. Còn ở Mỹ McDonald's là rải khắp 52 tiểu bang, chỗ nào cũng giống y chang như nhau. Đó.
cầu hả? À, đang âu vô ở Vũng Tàu đang ngồi nói nhảm nè đó, thấy ở đây thấy mọi người đi chơi thanh bình hạnh phúc, buổi chiều xa xa thấy không, có bà kia tập thể dục không, thấy không, giờ này người ta kéo ra công viên người ta tập thể dục rồi đó. Những người lớn tuổi ở đây rất là thoải mái, mình thấy rất có cái gì đó mà ở Mỹ, mà nói là một cách khác á, thì ở Mỹ rất là buồn đối với những người Việt mình xa xứ mà đã buồn, thì Mỹ nó cũng vậy thôi, mình những người Việt mình là con người mà nhập cư mà, mình đâu phải là dân bản địa đâu, là lúc nào cũng vậy, đầu óc tâm tư nguyện vọng hoặc là con mắt của mình lúc nào cũng hướng về đất nước mình, nhớ miếng nước mắm, nhớ nói chung là nhớ đủ thứ, nhớ thịt luộc, nhớ mâm tôm, nước cà pháo, nhớ ra nói chung là tất cả cái gì nó ùa về, nhớ không thể nào rời xa được đó, thành ra vì đó mỗi lần về quê hương ta thấy thằng nào cũng rạng rỡ, cười te tét cười te tét, cái tự nụ cười đó, tự nhiên nó đến à, chứ nó không ai bắt buộc phải cười cả, nhưng mà ăn tô phở, ăn tô bún bò cũng cười, ăn cái gì cũng cười, rồi nói chuyện nhau cũng cười, uống ly cà phê cũng cười, mời nhau cũng cười, chở đi chơi nói chung là cái gì cũng cười, không có cái gì gọi là khác à. Ở Mỹ thì khác, ở Mỹ tại vì cái chủng tộc của mình hoặc là cái người mình Việt Nam mình ở Mỹ so với 300 triệu, 300 mấy chục triệu dân Mỹ thì mình không là con bè cả mấy triệu, mà nó rải rác mỗi tiểu bang mỗi ít mỗi, thành ra con người ta nó không gặp nhau thường xuyên, và đi ra đường đa số phải gặp Mỹ, mà Mỹ thì không thể nào tâm sự, mày đâu có thể tâm sự chuyện của gia đình mày, chuyện bạn bè mày cho Mỹ nó nghe được, nó có biết mẹ đâu nghe, khổ vậy. Rồi ngôn ngữ ra đường thì có ít số vốn tiếng Anh thì giao dịch thôi, mà có bộ ấy ra cũng đâu có giao, đâu có thể nào mà tâm sự ở kia được, công ăn chuyện làm gì có cái chuyện mà rủ mày về nhà nhậu chơi, rồi rủ mày về nhà ăn mắm tôm cà pháo chơi, rồi nó chửi rồi á đúng không, khổ vậy. Thật sự thì ấn tượng thì mình nói đây lần thứ hai rồi, hôm trước đi một lần rồi mà không biết hôm trước đi bãi này không biết bãi sao cũng bãi sao, bài này lần thứ nhì thôi, nhưng mà đi giờ này nó chưa có tối, buổi tối thì ở đây nó có ca nhạc giúp vui của những cái đoàn viên thanh niên, rồi hay là những cái ta không hiểu là kêu cái gì, nhưng mà họ tổ chức nhảy múa rồi ca nhạc miễn phí ở ngoài công viên đại khái vậy, thực sự là ấn tượng, mình nói thẳng vậy rồi không biết nói gì hơn, nhưng có điều lần này lần thứ nhì vẫn như vậy, vẫn coi gây cho tao một cái giây phút rất là ấn tượng, bãi biển người dân vui chơi đô nức, mà tụi nó vẫn nói rượu má, người dân Việt Nam mình nghèo đói rượu má tùm lum la, vẫn bóc bọc ni lông, vẫn ăn xin, rồi vẫn ăn ngủ đường ngủ chợ, mà toàn là chuyện vu cáo bậy bạ vô tội bạ. Đây là cái khung cảnh tao mới chiếu tụi bay coi ra, người dân nô nức tới Vũng Tàu, tới bãi trước bãi sau bãi gì đó, mỗi chiều thứ bảy được là người ta nghỉ làm, bắt đầu người ta xách xe, mà lúc này là xe hơi không nha, cho mày coi nè, bãi xe kín chỗ luôn, ở đây là nhỏ đây nè, thấy chưa đó, thấy chưa, đây là chỗ ít thôi nha, ngoài đường nữa nè, đó ngoài đường dài dài cũng đường này, dài dài cũng đường, nên là đậu không còn chỗ nào đậu nữa, kín đường luôn. Nếu mà mày nghèo thì mày làm gì, mà mày có tiền mua xe hơi mày đi hả? Để ra đường nó quay xe cho tụi nó khỏi nói, để tụi nó nói mình nói xạo, đây là người dân nha, đây là người dân nha, không phải, cha không phải đây, thấy chưa, nghĩa là dài dài đậu dài dài nè, suốt con đường hai bên đường luôn, suốt một con đường này hai bên đường luôn, thấy chưa, kín chỗ luôn, toàn là xe hơi không. Đây ta có nói láo đâu, đây toàn bộ là xe gia đình không, toàn là bộ toàn bộ xe gia đình không, đây chỉ là một bãi thôi nha, cái hàng năm 700 chiếc đang người ta tìm vòng tới đây kiếm chỗ đậu xe đó, thấy chưa, xe hơi Việt Nam bây giờ nó như cỏ rác rồi, đúng.
người ta dễ dàng mua một chiếc xe, đơn giản lắm, không có cái gì khó khăn cả. Nếu anh chịu khó, anh chí thú, anh làm ăn, anh có tư duy, rồi anh có tí xíu vốn, rồi xong. Thậm chí cái thằng chạy xe ráp mà một ngày một tháng nó còn kiếm được mười mấy triệu, mà nó không chở người nha, nó chỉ đi di chuyển là gì, di chuyển là giao food thôi, giao thức ăn, giao thực phẩm thôi, mà đã là có tiền rồi. Thấy chưa, vậy hạnh phúc vậy thôi, không muốn gì nữa, đúng không? Nếu người ta không có tiền thì làm sao người ta đi chơi được, đi chơi chỗ này đâu có rẻ đâu, vô nhà hàng ăn cũng đâu có rẻ đâu, tính là tính tiền triệu không mà, đúng không? Ok thì bố lại chút xíu để quảng cáo cái khu du lịch, nói chung là khu bãi tắm ở Vũng Sào, bãi sao thôi, bãi sao thôi mà nó đông người như vậy đó. Rồi còn nhiều bãi nữa, bãi trước rồi bãi tầm dương rồi bãi gì cùng lúc nữa, mình cũng không rành lắm nhưng có điều rất là nhiều bãi, mà bãi nào bãi nấy đông nghẹt. Ok thì thôi tạm biệt mọi người ở đây nha, rồi.